chiều đây hoàng hôn đẹp không em? Đẹp lắm hả? À, là bao nhiêu bọn anh ngồi đây là có quầy order đấy ha, ra order đúng không? Nhân viên ra order hả? À rồi, cảm ơn em. Các bạn ơi, hiện tại thì mình vẫn đang ở Phú Quốc. Và đến Phú Quốc thì các bạn sẽ thích nhất là đi ăn hải sản đúng không? Và hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi đến một cái điểm bán hải sản giá rất là bình dân. Hải sản tươi sống giá bình dân nha các bạn. Ở đây thì khi mà mình tới Phú Quốc thì mình hỏi ở dân địa phương đấy thì rất là nhiều người chỉ ra cái điểm này ăn giá hải sản vừa tươi ngon vừa bình dân. Bây giờ thì mình đã tìm tới tận nơi đây rồi để mình thử nghiệm, trải nghiệm và chia sẻ đến cả nhà xem là hải sản đây nó thực tế nó như thế nào nha các bạn. Lúc này thì mình có nói chuyện sơ qua với một bạn nhân viên là bây giờ thì sẽ có người ra đây order. Và sau đó thì mình sẽ gọi một số món ở đây xem là cái chất lượng hải sản đây nó như thế nào nha. Nó có giống như lời người ta nói không nha. Nói chung ở đây là cái quán hoàng hôn, ở đây thì ngay phía ngoài này các bạn này là một khu vực biển rất là đẹp. Ở đây thì nghe nói là vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn là bao đẹp luôn. Một bãi biển rất là đẹp. Mặt trời gần xuống núi rồi. Cái này các bạn ưu tiên đi ăn buổi chiều nha thì sẽ ngắm được hoàng hôn nha. Cái quán này là có một cái đặc thù là hình như chỉ là dân địa phương mới biết được thôi các bạn ạ. Hầu hết những cái trang mạng du lịch á là các bạn tìm kiếm ở đây nó sẽ không có ra đâu. Đây là cái quán thuộc của dân địa phương nha, người ta chỉ nha các bạn. Đấy. Hứa em, cái này là khách vô là được tặng dừa miễn phí hả? Uống uống là bao nhiêu tiền một trái dừa? À đây bạn nhân viên mới chưa biết giá. Bạn nhân viên rất là dễ thương. Về cái đường đi á thì quán này thì nó nằm ở Bãi Đất Đỏ. Các bạn cứ search là quán hoàng hôn Bãi Đất Đỏ thì nó sẽ ra, hoặc là các bạn cứ search là Bãi Đất Đỏ cho nó ra, cho các bạn đi gần đến cuối con đường của con đường Bãi Đất Đỏ thì các bạn sẽ thấy cái quán này nha. Cái đường ra đây thì đi thì nó hơi sắc chút xíu, nếu mà trời nắng ráo này, cái mùa nắng ráo này thì đi thì mình nghĩ nó sẽ ok, không có đến nổi. Nhưng mà nếu mà trời mưa thì đi con đường này thì nó hơi lầy đấy, hơi lầy chút xíu nha. Về cái phần địa chỉ chắc mình sẽ để cho các bạn một cái định vị nha. Mình sẽ ghi một cái định vị trong phần mô tả, các bạn vào đó nếu mà không rành đường cứ nhấp vào đi cho nó chắc nha. Bây giờ chờ nhân viên ra order món. Có gỏi mực trứng là đặc sản. À gỏi đặc trứng nha. Mực trứng. Vậy em cho anh hai phần đó đi. Mực trứng là đây mình bán kiểu như thế nào? Như một ký? Một ký 590 là 600 ngàn ha. Một ký mực trứng 590. Mực trứng đó mình làm cái gì em? Nước mọi hả? Thì bây giờ em cho anh nửa ký mực trứng, một nửa thịt chiên. Một nửa ký trong đó thì chia ra một nửa chiên, một nửa là sốt nước mắm nha. Một nửa sốt nước mắm và một nửa nước. Mà em bán từ 3 lạng đủ lên mới làm. Ờ, rồi cho anh cái phần trứng cá, cái gì gọi cá trích như em nói đó. Ở đây có lẩu gì em? Có lẩu hải sản, lẩu cá mú, lẩu cá nhắm, cá chiên. Ờ, vậy em cho anh một cái lẩu cá bốc 180.000 nữa đi. Lẩu là em bán một ngồi là 350. Ở đây anh có 2 người, 350, anh ăn sao hết em? Nhỏ là 300. À, một nồi nhỏ là 300.000. Các bạn lướt qua một vòng menu nha. Ở đây thì mình thấy là các món về khai vị thì có giá là khoảng dao động từ 50.000 cho đến 150.000 nha. Còn bên này thì các món về hải sản, ốc rồi là các món về cá, tôm. Hình như là mình thấy không có thấy để giá các bạn ạ. Cái này là bán theo thời giá nha. Rồi ở đây chủ yếu là bán theo thời giá các bạn ạ. Rồi bên này cá kèo, những cái món này thì là có giá. Thì có giá khoảng 100 đến 150. Gà thì từ 120 đến 250 đi. Đấy. Nói chung là các món mà gà và thịt heo thì có giá dao động từ 100 đến 250 đi. Tùy các món, người ta làm các món kho, còn hầu hết các món về hải sản ở đây thì bán theo thời giá. Tất cả đều bán theo thời giá nha các bạn. Hải sản, ốc, cá là bán theo thời giá, còn những cái món cố định như là thịt gà và thịt heo thì làm các món thì từ dao động từ 70.000 cho tới là 250. Nói chung là giá thì mình thấy cũng tương đối. Còn bây giờ mình chờ xem cái chất lượng của cái món ăn nó như thế nào để mình đánh giá lần cuối nha các bạn. Bây giờ là người ta nói là quán này là buổi chiều, buổi sáng sớm tầm 10 giờ sáng cực kỳ đông luôn, nhưng mà buổi chiều ở đây là ít khi đông. Vắng. Chiều ngắm hoàng hôn sao lại vắng ta? Có khi người ta ngắm hoàng hôn chán không ta? Bây giờ chờ món các bạn. Đây thì nói chung là ở đây ngồi đây á thì cái gió biển nó thổi vào mát. Rất là mát luôn.
món lên nữa các bạn ạ. Mực, mực tươi sống. Nhìn cái điểm mực nữa các bạn này, nhìn điểm mực là biết mực tươi ha. Nhìn còn gọi là còn cái nhấp nháy là biết tươi rồi. Còn cái lẩu nữa. Đây là phần gọi 100.000. Ôi có lò than luôn. Lò than đặt ở dưới em. Không, ý là đặt ở dưới này hay là trên bàn này? À. Ok em đặt sát giùm anh chút xíu. Tí nữa ăn lẩu là đặt lên cái nồi này luôn à? Sát quá, sát quá, sát quá. Ôi. Nói chung là cái đầu tiên nha là mình thấy mực tươi đó. Ở đây thì mình nghe nói là cực kỳ nổi tiếng với cái món gọi cá trích này này. Cho nên là kêu cái gọi cá trích này này. Nói về gọi cá trích là một cái món đặc sản. Một cái món đặc sản vô cùng ở Phú Quốc luôn. Nhưng mà nói thật một câu là hình như tất cả các vùng biển đều có cái món gọi cá trích này là làm món đặc sản nha. Ở đây thì một cái đĩa gọi này thì có giá 100.000 này. Các bạn quan sát nha. Các bạn quan sát và so sánh xem là nó có giá nó có mềm không nha. Để nhìn cá trích nè. Hồi nhìn cá trích là biết cá trích tươi rồi đó bạn. Ở đây thì gọi mình thấy là người ta cho hành phi, rồi rau răm, rồi ớt, rồi là đậu phộng, dừa, có cả cái dừa bào nữa các bạn ạ. Đấy, ăn kèm với nó thì mình người ta cho một cái chén nước chấm gọi là nước chấm chua ngọt đấy, nước mắm chua ngọt đấy, cho rất là nhiều đậu phộng lên phía trên. Ăn kèm nữa là một rổ rau. Dừa này có giá là 100.000 nha các bạn. Trước mắt là thấy cái dừa gọi khá là đầy, có giá là 100.000. Thì mình thấy bắt đầu cảm thấy nó có sự bình dân trong đó rồi các bạn ạ. Còn đây là mực. Mực này là 3 lạng. 3 lạng này thì sẽ nước mọi nha. Thì sẽ có giá là 600.000 một ký. 3 lạng 3 x 6 là 180.000. Dừa mực này là 180.000 nha. Các bạn cho mình đánh giá nha. Riêng clip này thì mình để cho về giá cả thì mình để cho nhà mình đánh giá nha. Mình không có đánh giá. Cái này là mình được dân địa phương chỉ và mình đến để mình trải nghiệm và chia sẻ đến cả nhà luôn. Nhưng mà thấy cái đĩa gọi cá trích là mình ăn nữa các bạn ạ. Đĩa gọi này thì mình nghĩ là khoảng 2 người ăn đấy. Một người ăn là ăn cái đĩa này ăn xong là nó ứ luôn đấy. Nói chung ở đây người ta làm cái cá trích nhiều ha. Cho thêm miếng rau sống của nữa là đúng bài rồi. Cuốn nha, cuốn chặt tay nha. Cái món gọi cá trích các bạn là gọi là cái món ưu tiên phải ăn trước, đưa ra phải ăn liền. Vì cái này là làm bóp gọi mà, cá tươi bóp gọi mà. Cái nước mắm này nhìn ngon quá ta, nước mắm chua ngọt gọi là kiểu kẹo ạ. Mời cả nhà. Gọi cá trích ngon. Ăn là thấy độ tươi của cá trích rồi. Mực ngọt. Này là mực trứng nha, mực trứng chứa nước mắm không? Rồi, cảm ơn em. Giờ này thì cũng có giá là 180.000 luôn nha các bạn. Mực trứng chứa nước mắm. Ra cái lẩu luôn các bạn ạ. Đây ở đây mình thấy người ta làm nhanh phết luôn. Cái lẩu này là 350 đúng không em? Là cái rau này với cái này là tính chung luôn hay riêng? Tính chung luôn ha. Đủ món các bạn, đây là cái lẩu 300.000. Rồi nước mắm mặn ha. Ớt nữa. Rồi cảm ơn em. Cái gỏi trích này là ưu tiên ăn trước nha các bạn. Còn cái phần nướng mực á, là cái này là các bạn phải để cho cái than nó dịu xuống. Cái than nó hồng xuống rồi nướng nó mới ngon, nó không bị khét, không bị cháy. Không những cái gỏi trích này ngon nha các bạn. Nhưng mà cái bánh tráng này là không có êm nha. Bánh tráng này cuốn nó không được êm lắm, nó cứ bị đứt bụn ra, mình không thích cái bánh tráng này lắm. Nhưng mà gọi cá trích làm ngon nha. Cá tươi. Khi mình ăn là mình cảm nhận được cái độ giòn, độ ngọt của cá là mình thấy là cá nó tươi. Trong cái nước mắm này ngon quá. Chấm ngập chút xíu nha. Nước mắm đậu phộng. Thực ra các bạn nói về cái bóc gọi cá trích này, hầu hết là chủ nào giống chủ nhà, nhưng mà nó khác nhau ở cái chỗ là thứ nhất là cái nước mắm này,
Và cái thứ hai là ở cái chỗ con cá có tươi hay không. Cá ở đây tươi, nước mắm ngon. Nước mắm này cho nhiều nhiều chút xíu, chấm ngập ngập ăn cho nó đà các bạn ạ. Ở đây ngồi đừng cái là mình thấy nó mát quá các bạn ơi. Ở đây á, khi các bạn ngồi ăn đây á các bạn, thích nhất là cái view biển bên ngoài á. Nghe nói là buổi trưa ở đây mát lắm. Mình nghe nó thôi chứ mình cũng chưa đấy, buổi trưa mình không biết nó như thế nào, nhưng mà thực sự buổi chiều bây giờ này thì mình thấy nó rất là mát. Hoàng hôn nó xuống, nó có nước biển một bên á, rất là mát. Cái này là mong các bạn vô kiểm chứng nha. Nếu mà bạn nào mà từng ăn ở đây rồi thì vào kiểm chứng xem là cái phần gỏi ở đây nó như thế nào nha. Cá ăn mệt nghỉ luôn. Cuốn nó chắc chắc tay á. Chấm nó ngập ngập chút xíu. Đấy, cuốn một miếng đậu phộng lên. Mời cả nhà. Cá tươi là ngon à. Vừa giòn vừa ngọt, vừa thơm. Đây là đĩa mực 3 lạng mực nhé các bạn. 3 lạng thì 600 nghìn một ký, 3 lạng này đĩa này có giá là 180 ngàn nha. Đấy, mực này là mực chiên nước mắm. Nghe nói món mực chiên nước mắm đây là gọi là best seller đấy, đắt khách lắm đấy. Đây là mực trứng nha các bạn. Còn nào còn ấy, u nần ha. Nhìn rất là hấp dẫn. Mời cả nhà. Món này ngon các bạn ơi. Ngon, mặn mà ngọt. Giòn, dai, ngọt của cái gọi là cái mực lá nữa. Các bạn có ra đây gọi món này nha. Món này ngon. Cái vị của nó ăn nó mặn mà ngọt ngọt. Mực nó rất là tươi, ăn cảm nhận độ mực tươi của mực luôn. Giòn, dai, ngon. Bọc thịt và đặc biệt là phía trong các bạn có cái phần trứng mực á. Mực tươi các bạn ạ. Chắc nhận là hải sản mực tươi nha. Nói chung các bạn, ở đây á mình vẫn còn nhiều món, nhưng mà về cái món mực á thì rất tiếc là ít nhất là phải 3 lạng người ta mới làm, mà hôm nay mình đi có 2 người à. Còn đây là cái lẩu cá bốp này, cái lẩu này thì có giá là 300 ngàn. Đây các bạn xem nhìn cái lẩu nha. Đây các bạn nha, tất cả này, cái nồi lẩu này có giá là 300 ngàn nha. Mình thấy một cái phần thịt cá khá là nhiều đấy. Một nửa mực nha. Đây là 3 lạng mực nha các bạn. 3 lạng mực này thì có giá là 180 ngàn nha. Mực tươi nha, nhìn cái mực là biết tươi đấy nha các bạn. Trong lúc chờ cho nước lẩu sôi thì mình có thể đi nướng mực trước. Ở đây thì mực thì có thể làm nhiều món, nhưng mà người ta nói vừa hấp, vừa xào, vừa nướng mọi, vừa đi nước mắm. Thì hôm nay thì mình 6 lạng mực thì mình vừa đi nước mắm, vừa nướng mọi nha. Nói chung mực tươi. Cái này là người ta có thể làm cho mình nha, nhưng mà mình muốn tự làm nha các bạn. Mực nướng mỏi. Hình như là theo mình biết là có một cái thủ thuật mà để cho các bạn nhận biết là đồ ăn hải sản mực, đặc biệt là riêng về mực nha, có tươi không khi mà các bạn nướng như này này. Nếu mà con mực mà nó ngậm quá nhiều nước, nó không có tươi, nó ngậm quá nhiều nước, khi các bạn nướng nước nó chảy xèo 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 luôn. Và con mực nó tóp lại rất là nhanh. Còn đây các bạn thấy con mực nó không tóp lại bao nhiêu ha. Không hề tóp lại luôn á, thấy nó y như cũ luôn á. Thì vật mực như vậy gọi là mực chuẩn nha các bạn, mực chuẩn tươi nha. Còn mà nếu mà các bạn nướng mà thấy nước nó chảy xèo 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 xuống, chảy lia chia luôn, liên tục luôn á, thì mực đó là mực hết tươi này. Đây là mình thấy mực ít chảy nước, mực rất là tươi. Đây là cái phần lẩu. Nói chung cái phần cá bớp này cũng nhiều nên là nhiều nha các bạn. Cho hết vào luôn. Đấy. Ở đây thì không có bún nha các bạn, ăn với mì nha. Một cái lẩu 300 ngàn kèm theo với đồ rau này và hai gói mì là 300 ngàn nha.
Bây giờ là mặt trời bắt đầu xuống rồi đó. Chút nữa mình sẽ ngồi ngược lại sang bên kia để mình ngắm mặt trời lặn nhé các bạn. Nói chung là cái view quán đây cũng rất là thích. Ngồi đây ăn đồ nướng, nghe tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng. Nhưng mà với điều kiện là hôm nào là trời gió nhẹ thôi nha. Khi gió mà mạnh là nước đây nó hắt lên, cũng bình thường nước nó sẽ hắt lên cao đấy. Cái này thì ăn với cái lẩu 300 ngàn thì người ta sẽ cho một cái rổ rau như thế này này. Ở đây thì mình thấy có mấy miếng gọi là cải thảo này, rồi là rau muống, rồi là cải xanh, rồi là rau diếp cá, cải xanh và cải bẹ, rồi là hai gói mì nha các bạn. Ở đây thì người ta không có ăn bún mà người ta ăn bằng mì. Ngồi ở đây công nhận là rất là mát mẻ nha các bạn. Ngồi nướng mực vừa ăn vừa nướng vừa chờ mặt trời lặn á. Cái này nếu mà các bạn đi đông đông á thì mình nghĩ nó sẽ vui hơn. Cái này mình cứ nghĩ là cái quán này mình nghĩ là buổi chiều nó sẽ đông. Nhưng mà khi mà mình hỏi ra thì người ta nói là quán này là buổi sáng lại đông, 10 giờ sáng rất là đông. Quán này tên là Hoàng Hôn, tức là rất đẹp về buổi chiều ngắm hoàng hôn này. Bây giờ mặt trời mới chuẩn bị xuống á. Ngắm hoàng hôn rất đẹp nhưng mà người ta lại ít ra đây ngắm hoàng hôn các bạn ạ. Mà người ta nói buổi sáng là rất là đông. Chắc mình nghĩ là người ta ra đây để người ta ăn hải sản là chính nha các bạn ạ. Còn mực tươi nha các bạn. Mực tươi nướng xong nó không bị hao. Nó không bị hao con mực á. Là các bạn biết là con mực tươi. Nướng mực với cái than gọi là than hồng này nha. Các bạn đừng có khi mà mực ra các bạn đừng có vội vàng nướng nó liền nha. Chờ cái than nó hồng xuống á. Lúc đó nướng nó mới ngon. Nó không bị cháy. Chứ nướng than gọi là than đỏ, lửa đỏ là cháy liền. Rồi đó. Nói chung là cái lẩu này 300 thì thịt cá bốp. Thường thường cá bốp là khá là đắt mắc tiền các bạn. Đây mình gom thịt lại xem được nhiều thịt không nào. Khá là nhiều nha, không ít nha. 300 ngàn tầm khoảng 10 miếng như thế này nè. Cái này các bạn nướng làm sao cũng vừa chín tới thôi nha. Chín quá là nó khô, nó là cứng. Dòng mực nó vậy đó. Chín vừa là nó ngon, chín quá nó cứng, nó giống như thịt bò vậy đó. Chín quá nó lại dai. Đây là cái chén nước mắm mực này. ăn cái món này phải xuống đây các bạn ạ, mực này. Thơm mọi người ơi. Ở đây hình như mình thấy người ta cho một cái chén cái này là hình như là muối muối đỏ các bạn ạ. Ngon chưa? Mời cả nhà. Ui. Giòn ngọt ngon quá. Quá trời đã luôn rồi. Hải sản tươi nha các bạn. Ăn mực nướng ngồi vu biển các bạn ạ. Tuyệt vời nha. Ngon quá. Lẩu cá bớp nha. Ở đây có nhiều loại cá nhưng mà mình nghĩ cá bớp là một đặc sản, một cái món cá ngon cho nên mình kêu ra luôn. Ở đây thì cũng có cá mú rồi nha. Cá mú tái chanh hay là cá mú làm các món gì cũng được. Ở đây là người ta nói lẩu chua chua ngọt ngọt các bạn. Cái nồi này thì mình nghĩ là khoảng 4 người ăn là vừa các bạn ạ. Nhiều đấy, không ít đâu nha. Cái chuyến đi này các bạn là mình đi theo kiểu đúng kiểu khám phá nha các bạn. Cho nên là mình cứ đi hỏi dân địa phương. Mình không có tìm hiểu trên mạng nhiều nha. Thường thường là trước khi đi đến một cái vùng nào đó thì các bạn hay tìm hiểu trên mạng hay là thường thường có những cái bài viết nó PR cho quán á. Còn riêng cái lần đi lần này của Phú Quốc à, là mình tuyên hỏi dân địa phương không. Mình ăn quán gì, mình ăn món gì hay là mình đến địa điểm nào mình cứ đòi hỏi để dân địa phương là ở đây ở quán nào ngon, quán nào giá mềm giá ok thì mình tới, và mình tới có sao mình quay lại vậy đó. Hôm nay thì mình tới quán này này, các bạn thấy không, bán tanh như chùa Bà Đanh phía sau luôn. Nhưng mà mình nghe nói là buổi sáng này đông lắm. Bạn nào đã từng ăn ở quán này rồi thì có thể để lại cho vô đây, để lại cho mình một cái bình luận xem là quán đây nó như thế nào nha. Coi như các bạn thêm một cái bình luận, mình nhận xét đánh giá để cho nó khách quan á.
Còn riêng mình hôm nay mình thấy là cái về cái phần hải sản á, riêng phần giá thì mình để cho các bạn nhận xét nha. Còn riêng về cái phần mà hải sản thì mình ăn đây và mình thấy là một điều là hải sản đây tươi, mực tươi, cá làm gọi cũng rất là tươi, rồi cá nấu lẩu cũng tươi. Rồi về cái phần địa chỉ thì mình đã có giới thiệu phần đầu video rồi, mình sẽ ghim thêm cái địa chỉ vào trong phần mô tả video, nếu các bạn không nhớ thì có thể vào đó xem thêm nha. Nói chung là hy vọng là qua video này thì các bạn đã biết thêm cho mình một cái địa điểm ăn uống mới ở Phú Quốc để các bạn tham khảo khi đi ăn uống nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới, nhiều địa điểm ăn uống mới từ kênh video ăn gì nha. Còn bây giờ thì mình tiếp tục ăn các bạn ạ. Bây giờ hoàng hôn chuẩn bị xuống này, ăn nhanh ngắm hoàng hôn. You did behind my back.